mà chú nói cái dịch vụ đó là sao? Gửi tiền. Dạ, gửi tiền về Việt Nam á. Gửi tiền về Việt Nam. Mà chú tiên những người đầu tiên là mình phải không sao chú? Phải, nói là vậy. Dạ. Nếu mà mình chưa có cái tên của cái người đó, mình cần vô gặp cái thằng banker. Mình vô gặp cái thằng banker, mình nói mình muốn gửi cái tờ cái này về cho ai. Nó lấy cái số phone của cái người kia, cái địa chỉ. Nó làm cái hồ sơ, mình muốn gửi bao nhiêu. Nó làm xong cái hồ sơ này. Tất nhiên là mình có cái địa chỉ người bên Việt Nam đúng trước rồi. Dạ, bên giờ chọn cái nhà băng. Một là Vietcom, hai là Viettin. Mình chọn xong xuôi rồi á, mình muốn gửi bao nhiêu. Thì mình nói 5.000. Không, mình đưa nó đòi gửi 5.000 đi là xong. Thì nó sẽ đưa mình một cái giấy, cái receipt nguyên cái bộ hồ sơ này. Thì nó sẽ lưu vô trong cái account của mình là cái tên của người này. Lần thứ hai mình không cần ra ngân hàng nữa, mình ngồi ở nhà mình tự gửi cho cái người này luôn. Không cần ra ngân hàng nữa. Tại vì ngân hàng nó chỉ có cái tên rồi. Account là của mình muốn làm là chuyện của mình. Lần đầu tiên thôi. Lần đầu tiên thôi, nếu chưa có tên mình phải cần làm một lần đầu tiên. Nhưng có tên rồi, 5 năm, 10 năm sau cái tên nó vẫn nằm trong đó. Mình muốn gửi vẫn gửi bình thường. Thì khi mình gửi thì nó sẽ có một cái mã số gọi là cái code chuyển tiền. Mình cần chụp cái này gửi về cho cái người kia bằng cái tin nhắn của mình á. Người ta cầm cái đó vô cái nhà bán ở dơ bên kia, người ta đưa cái mã này ra. Nó bấm cái mã số này ra là nó biết tiền về rồi hay chưa. Tiền về rồi thì nó về có một ngày à, cũng y như Thanh Minh vậy thôi. Một ngày thôi là mình đã à, chỉ Viettin băng với lại xe công bằng Vietcom. Vietcom với Viettin. Dạ. Là hai đó. Dạ. Là thằng nào gần nhà mình. Dạ. Thì mình có trong hai đó. Mà một lần gọi nó cho mình gọi bao nhiêu chú? Một lần tối đa là 5.000. 5.000 một ngày hay là? Một lần. Ồ, một lần. Mà một tháng được 12.000. Được 12.500. Ồ, tất nhiên một tháng là mình gửi cả 12.000. Hôm nay mình mới gửi 5.000. Ngày mai mình ra gửi 5.000 nữa. Là tại vì trong cái tháng này mình được gửi 12.500. Nhưng mà tại vì mình cái 2.500 kia mình cũng mất 9 đồng là năm mình không cần. Mình chỉ đi 2 lần 5.000 là được. Tất nhiên là một lần gửi là lại phí chỉ có 9 đồng thôi. Ờ, đúng rồi. Dạ. 9 đồng. Nó gọi là một lần chuyển tiền. Mình có gửi 100 là cũng lấy 9 đồng. Nhưng nếu mình gửi 5.000 là cũng lấy 9 đồng. Đây gọi là phí một lần chuyển tiền. Nhưng mà nó đưa tiền mới hả chú hả? Ủa, ngân hàng khỏi bàn đi. Mình bán nó mà tiền mà gấp gấp là nó không lấy á. Thì làm sao nó có tiền cũ. Còn tiền vàng thì nó lực coi coi được là nó mua. Nhưng mà mấy thằng nhà băng ở Việt Nam mà trong vùng quê nó có hệ thống này không? Nếu nó có cái nhà băng đó. À, có thì mình lên thành phố. Dạ. Không phải. Tại vì cái này là hệ thống của nó. Dạ, dạ, nó chỉ cần lấy cái mã này nó đóng vô đồng và nó biết quá. Cái tiền ở còn này nhiêu từ 5.000 đó mà nhà này nó nói gì mỗi tháng là được 12.500. Ờ, đúng rồi, đúng 30 ngày nha, từ cái ngày mình chuyển tiền 30 ngày sau mình mới được phép làm tiếp, tại vì nó giới hạn vậy. Còn nếu mà Việt Nam gửi qua đây được không chú? Không, Việt Nam thì đâu có, Mỹ nó đâu có, Mỹ thì nó ngược lại. Ngược lại không? Mỹ nó ngược lại là cái tiền này của mình nó cần phải truy ra nguồn gốc là có hợp pháp hay không, hay là rửa tiền. Đó khác rồi. Ờ, tất nhiên cái này là chỉ là Mỹ gửi về Việt Nam thôi. Tại vì Việt Nam với Mỹ nó khác nhau ở chỗ thằng Mỹ nó gửi về Việt Nam nó không truy. Tại vì tiền ở đây mình là nó biết thằng Mỹ rất là khó trong vấn đề tiền bẩn hay tiền tạch. Còn tiền ở Việt Nam chuyển qua tiền nơi khác chuyển qua là nó cần phải xác định. Mình có đưa qua được. Ở Mỹ thì cái đó. Hay, cái tin tức này hay quá, nhiều người Việt. Well, thằng đi ra anh bên thì mất 5.000 là mất 50 đồng đúng không? Đúng rồi. Còn này về có 9 đồng à? 9 đồng. Mà anh gửi cho anh. Tại vì giờ nè, anh về Việt Nam, anh muốn xài. Nhiều khi mình giới hạn có 5.000. Sách về vô cửa khẩu anh 5.000. Mà anh muốn xài hơn thì sao? Anh ra quay vào gôn gửi anh 5.000. Anh gửi cho anh 5.000. Anh cầm receipt lên bỏ. Mình bỏ 5.000 túi. Mình đi về mình có 10.000 đúng không? Nói tôi về tôi chuyển cho tôi nữa 5.000 nữa. Ok. Về mình cấp cho mình 5.000 nữa. Ra lấy luôn rồi. Chú, mình cầm cái receipt đó mình có cần báo cáo với hải quan không chú? Không. À. Ảnh hưởng vậy đó. Dạ 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 dạ. Nhớ rồi, cấp được code. Dạ. Không có. Nó đưa anh cái tờ receipt vậy nè. Dạ, cái code. Thì nó biết nó là cái gì đâu. Dạ dạ. Một tờ giấy thôi. Dạ.
Nhưng mà cái tờ giấy đó mình đi về vô mình viết tin với Việt Com đó là 5.000. Có hiệu quả, có hiệu lực. Thôi được. Receipt á. Thôi cho bỏ lên cái chuyện mấy công an. Không, không này đâu gì đâu, này này cống. Này cống mấy người Việt người đi. Tại vì cầm rồi. Dạ. Về bỏ 5.000 túi. Làm cái receipt đợi dài dài ốm ốm vậy nè. Bỏ túi, bỏ cái bóp cầm về luôn. Về xong xuôi chạy vô Việt tin. À, đưa vô, coi bóp gọi giờ lấy tiền gì, bóp ra giao tiền. Hay quá, tin tức này hay quá. Ở 5.000 anh xài không, chưa đủ không? Mở, lấy cái phone mở ra, 5.000 nữa. Gửi, anh đánh cái lịch chuyển tiền là trong cái anh sao anh nó nổi lên cái phone đó luôn. Anh ra đưa cho nó ngày mai, ra đưa nó lại đưa 5.000. Nhưng mà này hợp pháp mà chú đâu có gì đâu sợ. Dạ. Phí Mỹ nó đâu nó đâu. Nó cho phép một tháng được 12.500. Ê, tiền nó muốn ngân hàng cũng hợp pháp. Dạ. Còn tiền mặt thì không hợp pháp. Đúng rồi. Dạ này mà ngân hàng nó phát ra mà. Phát ra của mình. Nếu mà anh đọc, nếu mà mình mở, mình mở 1.000 trước thôi. Tại sao đó theo cái hệ thống đó, cái gửi tiếp cũng làm gì làm trong vòng 10 ngày. Anh có cái tên rồi á. Có tên rồi. Anh muốn gửi cho anh lúc nào cũng thử 1.000 thôi. Họ thử chứ. Không cần ra thằng ngân hàng nữa, anh không cần gặp thằng banker nữa. Mình chỉ mất một lần đầu tiên để có cái danh sách đó trong cái account của mình, trong cái hồ sơ này. Mai mốt anh muốn gửi, lúc nào cũng gửi ra chuyện của mình. Mình không cần ra gặp nó. Anh điển hình, nếu mà giờ mình có tiền bên đây, bây giờ mình ra nhà băng mình làm một lần, còn mình về Việt Nam mình lấy mình móc về được không? Không, thì mình lấy tiền lượng gửi cho mình. Mình có cần báo cáo công an hoặc cầu bên đây à. Tên của mình rồi. Tại thì cho bỏ vô nhờ cô rồi, chắc có cái like đó. Rồi coi còn ví dụ cái tên khác, cái tên khác mình gửi cho người nhà mình, ai đó mình gửi rồi đúng không? Thì mình chỉ làm lần đầu tiên ra gặp nó thì có cái tên rồi. Dạ. Thì mình cứ ngồi nhà 5-10 lần sau mình cứ tự gửi thôi. Hay quá này, hay quá. Mình đâu cần đi ra làm chi, mình ngồi mình mở cái máy tính lên bấm bấm mà gửi này mấy ngàn bấm xong là nó đi. Xong mình chụp cái hình này mình gửi về cho người ta. Giờ qua phát 3 đồng á chú, 3 đồng á. Giờ qua phát mỗi 100 đồng á. Chăm, chăm gửi ít. Còn quỹ này nó phí của nó chỉ vậy thôi. Hay quá rồi, tất nhiên là 1 lần là lấy 9 đồng thôi. Thì một lần mình gửi thì thôi, lại gửi một lần gửi 5.000 không biết rồi. Ông tin tức này quá hay, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Trời bà con ơi, em mới được nghe cái tin tức anh này, anh nói quá là hay luôn đó bà con. Gửi tiền về Việt Nam á, mà chỉ tại vì anh không cho, anh không cho thâu mặt hả bà con. Xin lỗi bà con ha. Tại vì cái tin tức quá là hay luôn á. Anh nói là ai mà muốn gửi tiền về Việt Nam á, tất nhiên á, qua Fargo đó bà con. Wells Fargo thì mình giao ngoài đó đó, mình đưa tên tuổi mình nó vô Wells Fargo biết là biết về cái tin tức mình, giờ cái mình nó muốn gửi về Việt Nam cho ai tên gì đó, mình ghi tên cho người ta. Bắt đầu là về Việt Nam nó cho, nó sẽ cho mình gửi bao nhiêu sẽ cho mình miếng giấy dám kêu receipt vậy bà con. Thì Việt Nam mình vô cái việc tin với hay là sao cái bom gì nãy anh nói đó, thì vô hai cái đó thôi, vô đó nó sẽ vô nhà băng nó sẽ đưa tiền lại cho mình đó bà con. Mà một tháng á, là nó cho mình gửi 12.000, mà một lần á, một lần gửi là 9 đồng bà con, mà một lần gửi cho gửi 5.000, mà trong vòng một tháng là mình gửi được 12.900. À, thì cái tin tức này là quá hay đó bà con. Bà con cứ ra ngoài qua Hoa Cô và hỏi con hỏi về cái tin tức này thử nghe bà con. Dạ. Tại vì em thấy cái tin tức này là quá là hay. Tại vì em nghe cái tin tức này rất là quan trọng và quá là hay, giúp ích cho cộng đồng mình. Bởi vậy bà con mình cũng học hỏi thôi. Con có đúng cái điều này không bà con? Anh nói là cứ ra Wells Fargo, mình đưa tin tức nói là mình nói mình muốn gửi về Việt Nam bao nhiêu tiền đó, hoặc là mình muốn gửi tên mình mai mốt mình về Việt Nam đó, thì mình muốn gửi tiền của mình về Việt Nam luôn, thì nó cứ làm cái tiểu sử của mình, nó bỏ tiểu sử mình, cái tin tức của mình vô trong cái hệ thống của nó, thì sau này á mình về Việt Nam mình chỉ cầm được 3.000 thôi, rồi sau đó đó mình muốn gửi về bao nhiêu tiền về Việt Nam đó, thì mình nói với Wells Fargo đó, thì Wells Fargo đó sẽ đưa cho mình một cái miếng receipt, rồi sau đó đó mình về Việt Nam đó mình cầm cái receipt đó đó mình giam cho gia nhà băng đó bà con. Việt Tin với lại anh Việt Tin, anh ơi, nhà băng Việt Tin với gì anh? Việt Tin với lại Việt Com. À, cầm. Nhà băng Việt Tin với lại Việt Com á bà con, là mình lấy cái receipt đó mình ra là mình lãnh tiền được bà con.
hay quá, tin tức này hay quá bà con, có gì bà con hỏi đây nha bà con. Quen Hoa Go nha bà con. Dạ, anh thấy tin tức này quá là hay, có gì em chỉ chia sẻ thôi. Có gì bà con nghe hỏi thôi. Dạ, hỏi thử có đúng vậy không bà con. Chứ giờ thường thường mấy cái đại lý giờ là nó ra 100 là nó quất 3 đồng á, 130 đồng. Nhưng mà ở này á là một lần á nó cho mình gửi 5.000, mà một lần là 9 đồng á bà con. Mà một tháng nó cho mình gửi chỉ cho được 12.700 thôi. À, cái tin tức này em thấy là quá hay. Nhưng mình vì mình ra nhà băng chỉ có một lần đầu tiên thôi à bà con. Nó lấy tin tức information của mình là lần đầu tiên thôi. Mai mốt lần thứ hai đó mình chỉ cần bấm ở trên mạng là mình gửi được. Mình bấm trên mạng là mình cứ xài điện thoại hay trên online là mình gửi được thôi. Chỉ có ra lần đầu tiên thôi. Người Việt Nam, bên Việt Nam, địa chỉ bên Việt Nam vậy nữa. Ví dụ mình chỉ đưa cái người mà người nhận bên Việt Nam cho nhà băng nó biết là một lần đầu thôi. Lần sau mình cứ gửi là nó đưa cho receipt người đó, là người đó ra là nhà băng lãnh nè. Bởi vì em thấy cái này là quá hay. Ví dụ như là học thì một